Em đến đây để đùa xác à? Anh nghĩ là phải kéo em về lại trái đất một chút. Phải nói thật là cái business sense của em non và xanh quá. Không thực tế, hoàn toàn không khả thi. Và kể cả em có định giá thì có không phải 250 tỷ, em chỉ định giá 2 tỷ rưỡi thôi. Hoặc là 250 triệu, anh cũng sẽ không đầu tư. Lý do bởi vì là các em đang làm một thứ vô nghĩa. Xin cảm ơn. Thưa, định giá của em là 45 triệu đô. Vâng ạ. Hơn 1.000 tỷ. Vâng ạ. Không hiểu sao bây giờ startup Việt Nam bây giờ bị ngáo giá hay sao nhỉ? Lạm phát mà. Em hơi làm hơi mất thời gian của các sắc. Bởi vì nói thật là cái bài toán em đặt ra nó hơi buồn cười. Với cái business này của em thì cái multiple lợi nhuận ấy để tính ra định giá của doanh nghiệp ấy cùng lắm là 5 lần. Nên là anh nghĩ là em phải tỉnh ra. Đừng ngáo giá. Đừng ngáo giá. Ok. Sự là cái sản phẩm của em anh nghĩ là rất là quá đơn giản, làm cho tôi cảm giác rất là mất thời gian. Anh này thì lại xác định hơi ngược lại xác liên cái là đến đây để ngăn cản làm gì, để giúp cho em tránh được thất bại. Đúng rồi. À, tránh mất niềm tin, tránh đổ máu, đúng không ạ? Đừng vẽ gì nó hoành tráng, nó cứ đi theo như thế này là mất tiền đấy. Em cứ làm như thế này ấy, thì anh lại phải là dũng sĩ diệt startup thôi. Anh lại phải xin can em. Em cứ làm như thế này em lại bán nốt nhà đấy. Thì tôi không tin mô hình này, bởi vì là nó không khả thi, tôi nghĩ là không bền vững. Anh cũng hơi mất kiên nhẫn để muốn chốt deal luôn. Anh thấy từ đầu vào các em phang cho anh một loạt các cái keyword làm anh choáng váng, xây sầm mặt mày. Nào là IoT, blockchain, trí tuệ nhân tạo, mobile, deep learning, machine learning, voice recognition, nhận dạng giọng nói, cloud, rồi computer vision, tất cả mọi thứ, tất cả những cái gì phổ biến nhất hiện nay. Các em định tự định giá mình luôn 110 tỷ. Các em có khi không phải là người của trái đất này. Là anh thành thật khuyên em là không nên đi theo cái startup này, nhầm thời điểm, nhầm sản phẩm. Và chứ anh còn chưa nói đến định giá tất cả mọi thứ nhá. Nên là anh khuyên em là hãy nên là làm một cái gì đó khác. Anh không muốn đất nước mình đúng là như là Sắc Hương nói, gọi là dùng sai một nhân tài. Linh ơi. Dạ. Anh xin có một lời cuối được không? Dạ được ạ. Anh nói cái lời này là từ cái sự tiếc rẻ của 19 tỷ vốn điều lệ em đã đóng và 2,5 tỷ mà Sắc Việt sắp đóng. Đó. Anh xin em đừng làm mô hình kinh doanh này nữa, bởi vì em sẽ mất tiền. Cái sense của anh cho biết như vậy. Và anh sẽ cá với em 2,5 tỷ nữa nếu em làm thành công mô hình này. Xin em hãy chuyển mô hình kinh doanh đi như những gì mà anh đã gợi ý. Nhưng mà anh nghĩ là em cứ làm đi, về suy nghĩ lại. Nếu em thua thì em không mất gì cả. Còn nếu em thắng em có 2,5 tỷ. Chơi luôn. Chơi luôn. Thôi, anh xin em không phải nói nữa. Anh đầu tư luôn. Không hỏi gì nữa. Em có thể đi về. Đấy, vì là anh sẽ giúp em xuất khẩu sản phẩm này ra toàn thế giới. Đây sẽ là một cái deal ngắn nhất ở Sạc Tạch. Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tất cả các sang ở đây chỉ có anh là có gần 20 năm về thương mại điện tử xuyên biên giới xuất khẩu ra toàn cầu. Chắc mình vẫn mang tiếng là dũng sĩ diệt startup, đánh đập không thương tiếc để làm các bạn tỉnh ra rồi. Đánh đập dã man đấy. Dã man. Đúng không ạ? Nhưng mà riêng em là người đầu tiên mà tôi thay đổi, hoàn toàn thái độ. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây không phải tình yêu đôi lứa mà tình yêu giữa hai đối tác kinh doanh với nhau. Và đây thì chính vì thế nên là tôi mới xuống tận đây này để tôi nói cho em. Thứ nhất là về mặt chi phí sản xuất, tôi sẽ đồng hành với em trong việc áp dụng công nghệ. Đó là một cái key của em trong việc là giảm giá thành sản xuất, là tự động hóa. Tôi sẽ chính là chi kỷ của em. Đây. Và đây, xác minh. Còn rất nhiều các giá trị khác mà chúng ta có thể ngồi bàn với nhau, và quan trọng là tôi sẽ giúp bạn thoát khỏi cái sự cô đơn. Thế tức là bạn có một chi kỷ chọn đời về vốn rồi còn gì. À xin lỗi, 10 năm. Với cái hệ sinh thái của Nextech sẽ bổ sung cho em rất nhiều giá trị và anh sẽ làm chi kỷ cho em. Sao lắm chi kỷ đấy? Sao nhiều thế? Là 20-30 chi kỷ rồi. Mà chi kỷ nào cũng đòi nhiều. Em xem lại giới tính của mình. Chi kỷ không có nghĩa rằng là phải không, nhưng mà giới tính. Anh biết là em đang cần tìm long mạch. Chính xác luôn, đó là cái em cần. Và anh đã có cái long mạch đấy ở trong túi đây rồi đây này. 80%
các nhà đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ là không mang lại giá trị tích cực cho startup. Và anh là 5% trong số mà sẽ giúp em tìm được long mạch. Có những câu nói thay đổi cả một đời người. Nhiều khi nghe vu vơ đi uống bia với nhau, tự nhiên nghe một câu nói tự nhiên tìm thấy long mạch. Cái đấy nó quý hơn nhiều. Anh biết một số cái bí quyết làm cho cái margin của em tăng lên gấp rưỡi. Nhưng mà anh chỉ tiết lộ bí quyết đấy nếu mà và nếu mà cái bí quyết là nó không giúp được cho các em ấy thì các em có thể từ chối deal.